Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Hôm trước thì được anh em hỏi về cái mẫu GD110, thì hôm nay thì mình mới lôi ra được anh em ạ. Hôm trước cái nằm trong góc kia cũng khá lôi khá là khó lôi. Hôm nay thì mình lôi riêng nó ra để quay chi tiết xem là con này thì nó giá mềm vậy thì nó có những cái gì anh em nhá. Thì mình sẽ quay chi tiết tổng thể về mẫu xe này, một cái clip ngắn thôi để quay tổng thể mẫu xe này để báo giá cho anh em. Anh em quan tâm thì inbox ngay số Zalo ha, hoặc có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương, cửa hàng Phong Mô Tô để xem xe trực tiếp nhé. Đây, bây giờ mình sẽ quay đi vào quay chi tiết báo giá cho anh em ha. Anh em đang xem đừng quên là nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông cho mình ha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết các dòng xe khác đến tham khảo sau nhé. Ok. Đó, và đây là mẫu xe Suzuki GD110. Máy móc của Suzuki thì anh em đã biết rồi, từ trước nay là máy móc của Suzuki làm rất là ok luôn, đi cực kỳ êm và mượt ha. Đó, đây là mẫu Suzuki, động cơ nó có 110 thôi nhóm nhá, đó, 110 thôi. Và giá con này thì hiện tại cái hàng này để cho em giá là 15 triệu thôi nhóm nhá, 15 triệu nhá. Đấy, chuẩn giá là 15 triệu, 2018 biển 81 anh em nhá. Giá này thì cửa hàng là không bao giờ gồng phí hồ sơ nhá. Những cái mẫu xe mà dưới 20 triệu thì cửa hàng sẽ không bao hồ sơ. Đó, những cái mẫu từ 20 triệu trở lên thì cửa hàng sẽ bao hồ sơ. Nếu như muốn rút hồ sơ, cửa hàng vẫn hỗ trợ rút được anh em nhé. Đấy, và giá cửa hàng để cho giá là 15 triệu nhá. Đấy, phí là chưa bao hồ sơ. Đó, mình báo rõ cho anh em luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ quay chi tiết xe. Xe này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc cho anh em là 6 tháng sử dụng nhá. Về tổng thể xe thì mình thấy là xe là zin nguyên bản này. Đó, zin nguyên bản nhá, sinh nhan bô bọng là zin luôn. Mình sẽ quay tổng thể xe xem là con này nó có những cái gì ha, và mình sẽ test động cơ luôn. Đây, mình sẽ quay từ trên xuống dưới đi ha. Đó, đồng hồ con này thì nó có dán cái gì đây em này, dán kiểu như dán miếng nhựa trên đây này. Bây giờ nó ố đi anh em nhé, ố sao đó. Bây giờ mình sẽ test máy xem nào, cái miếng nhựa hay là miếng nhựa nó bị ố rồi ha, cái đồng hồ nó bị ố này. Đó, mình xem nào, máy móc thì rất là êm anh em nhé, máy móc rất êm luôn. Đấy, đó, 110 cc, máy móc êm đó. Đây, máy móc cực kỳ êm luôn. Con này thì nó hiển thị lên đây là khoảng là ba mấy ngàn cây hay sao á. Đây, 3.700, cái ô đô này mình nghĩ là nó bị hư công tơ mét rồi, nó sẽ không nhảy đó. Bình xăng này thì mình thấy là có được giảm sơn lại này. Máy móc thì cửa hàng vẫn bao zin nhưng nhá. Đấy, giá thì rất là rẻ thôi. Vỏ lốp thì mình thấy là cũng khá là mới nha, kiểu như là mới thay, có lên thêm đèn chở sáng này, sinh nhan zin đó. Mình quay chi tiết để anh em có thể là nắm được cái tình trạng xe nhé. Đấy, giá cũng khá là mềm rồi, máy móc thì hàng bao zin, bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em sử dụng luôn. Đấy, bô zin nhá. Nói chung là qua thời gian hay là qua thời gian thì mình thấy là có một số cái chỗ ốc ốc này nó bị reset thôi, một chỗ mới một số con nhá. Đây như thế này đó, mình quay chi tiết để anh em biết được tình trạng xe, xem là với giá tiền này anh em có lựa chọn gì không nhá. Vỏ sau cũng rất là dày này đó, như là cặp vỏ thì cũng còn khá là mới ha. Đó, đó, ok em nhá, biển 81, sinh nhan sau cũng là sinh nhan zin luôn. Đó, nói chung là xe tổng thể xe thì xe cũng còn khá là cứng đó, khá là cứng đối với mẫu một mẫu xe classic nhỏ gọn ha. Anh chị em nào hay là các chú nào cần một chiếc xe kiểu dáng classic mà nhỏ gọn thôi, không cần động cơ quá lớn ha, mình có thể là về đi làm hàng ngày, đi chơi hàng ngày, đi dạo ha, cũng có thể là đi đường xa cũng rất là ok. Nếu mình không có quan trọng là quá tốc độ cao thì có thể tham khảo mẫu này. Máy móc của Suzuki thì nó rất là bền trước cái này rồi ha. Đó, đấy, giá thì có 15 triệu thôi, chuẩn giá anh em nhé, chuẩn giá là có 15 triệu thôi đó. Vậy anh chị em ở gần thì mình cứ ghé đến trực tiếp để mình xem xe trực tiếp ha. Anh em ở xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn, có mua bán trao đổi xe nhé, cũng như anh em nào có xe số cửa hàng vẫn đổi luôn ha, đổi xe số ha, đấy, tất cả đổi tất cả dòng xe luôn. Đấy, GD110 của Suzuki ha, một kiểu dáng classic nhỏ gọn, giá chỉ có 15 triệu thôi. Đấy, máy móc thì máy rất là êm, cửa hàng vẫn bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em sử dụng nhé. Khi anh em mua xe thì cửa hàng sẽ tặng thêm một bình nhớt này, một cái nón bảo hiểm cho anh em ha. Đó, anh chị em nào mà quan tâm thì inbox ngay số Zalo ha, hoặc mình đến trực tiếp để xem xe. Còn anh chị em nào đang xem
thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, em sẽ tiếp tục review thêm các dòng xe khác để anh chị em có thể xem được chi tiết bên trong xe ha, và báo giá xe cho anh em tham khảo ha. Đấy, còn bây giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây ha, hẹn gặp lại anh em cái video sau. Còn rất nhiều cái mẫu xe khác nhé, anh chị em cần báo giá thêm mẫu xe nào thì có bình luận bên dưới em sẽ review sau nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ha.